Rồi, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay á thì theo yêu cầu của các bạn comment yêu cầu mình quay về Bé Rùa Núi Vàng này cũng khá là nhiều. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ quay về bé. Thì Bé Rùa này á là cái Bé Rùa mà mình trúng cái giải thưởng hồi 2 năm trước á các bạn. Lúc mà mới lấy về thì nó nhỏ hơn như thế này. Và sau gần 2 năm nó bự được như thế này nè các bạn. Bây giờ thì chắc là nó cũng tầm 10 cm rồi đó. Lúc mà lấy về thì nó chỉ có 5-6 cm gì thôi. Và các bạn đang thấy là nó đang ăn cái lá bắp cải. Thì trong vòng 2 năm vừa qua mình nuôi nó thì mình chỉ cho ăn rau củ quả thôi các bạn. Mình không có cho ăn cám gì hết á, cho nó ăn rau củ quả thôi. Đó, tại vì ở nhà có rất là nhiều rau và mỗi ngày cứ thảy vô cho nó một loại khác nhau cho nó ăn. Lâu lâu về quê á, thì mình mang lên được một cái bịch rau, một cái bịch bông hoa dâm bụt. Lâu lâu đổi khẩu vị cho nó ăn xíu thì nó cũng rất là thích. Đó, Bé Rùa Núi Vàng của mình ha. Bây giờ thì không biết còn gọi là Bé Rùa Núi Vàng Baby nữa không, tại vì nó cũng size 10 rồi. Các bạn xem cận cảnh nó ăn chút xíu nè. Đó, thấy không? Mỗi lần mà nó cắn cái rau nghe cái tiếng cạch cạch rất là đã luôn á. Về nuôi cái Bé Rùa này thì mình cũng nuôi ở trong nhà ha. Và thỉnh thoảng á, mình có thời gian thì mình cho nó ra phơi nắng một chút xíu thôi. Chứ cũng không có phơi nhiều. Thì các bạn thấy cái mai của nó thì mình nuôi có con rùa này à, là rùa núi vàng à, cho nên mình cũng không biết là cái mai này là nó đang bình thường hay là nó gặp vấn đề gì nữa. Mà thấy nó cũng có nứt ra nè. Nó khác so với cái ngày đầu mà mình lấy về. Cái rùa này thì bị gãy một cái móng ở phía sau ha các bạn. Nhưng mà sau gần 2 năm thì mình cũng chưa thấy mọc lại hoàn chỉnh nữa. Mình thấy nó hơi nhú nhú lên, không biết là nó có mọc lại được không. Và nó rất là thích ăn rau. Nuôi rùa núi vàng này thì cũng đơn giản lắm, mà dễ nữa. Cứ quăng nó ở trong cái chuồng, rồi cho nó ăn uống vậy thôi. Để cái chén nước trong đó nó khát nước thì nó uống. Lâu lâu lấy ra tắm rửa vệ sinh cho nó bằng nước ấm là được. Nay thì nó cũng to bằng cái tay của mình đó. Đây, nó to được như thế này rồi. Móng chân sau nè, đâu rồi ta? À đây đây, nó bị cục một cái móng ở dưới này, mình cũng không biết tại sao đó. Mà mình thấy nó bị lâu lắm rồi đó, cái móng ngoài đầu nè các bạn thấy không. Và nó cũng có mọc lại đó nè các bạn. Lúc lúc đầu đó là nó thấp hơn, nó ngắn hơn. Bây giờ nó mọc lại xíu rồi. Ở dưới móng móng trên. Trên thì vẫn đủ 5 móng ha. Những cái gai thì cái chân đó nè các bạn. Dạ chưa. Đó các bạn thấy không? Này to hơn chút xíu rồi. Con rùa này nó cũng dạng lắm. Bây giờ nó hết sợ người rồi. Thì cái chuồng nuôi của nó thì mình vẫn lót sơ dừa ha. Lót sơ dừa cho nó thôi. Chứ cũng không không có lót cái gì khác cả. Mình mua nguyên tấm bự á, rồi mỗi lần thay thì mình cắt ra, mình thay cái sơ dừa mới mới vô. Nè ăn đi. Bỏ rau là nó thích lắm, nó tự ăn luôn. À, các bạn có yêu cầu mình quay về Bé Rùa nào của mình cập nhật những cái vấn đề gì về tụi nó thì mình sẽ quay ha. Chứ bây giờ mình cũng không biết quay cái gì nữa. Rồi đầu nó nè. Rồi đầu nó nè.
Rồi xong ha các bạn. À, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại trong một cái clip sắp tới. Bye bye.